Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con tiếp tục học môn tiếng Việt của tuần 1, chủ đề 1. Em đã lớn hơn qua bài mở rộng vốn từ về trẻ em. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu, biết tìm từ và đặt câu với từ vừa tìm được. Thể hiện qua hai hoạt động. Hoạt động 1, vui cùng từ ngữ và hoạt động 2, cây bút vàng bây giờ cô cùng các con hãy nghe một đoạn nhạc và các con hãy cho cô biết các bạn nhỏ đang làm gì nhé Mình vừa nghe qua đoạn nhạc, các con đã biết các bạn nhỏ trong bài đang làm gì chưa nào? Cô cũng nhất trí với các con, các bạn nhỏ đang rủ nhau chơi những trò chơi như là bắn bi, trốn tìm, nhảy dây. Đó chính là những hoạt động của những bạn nhỏ trong bài hát của mình. Ngoài ra, cũng có bạn cũng không có ham chơi, các bạn phải học bài, Ôn bài thể hiện nên được sự chăm chỉ, siêng năng, cần cù của bạn nhỏ đó. Đó chính là thể hiện tính nết của bạn nhỏ này. đó Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các con biết được hoạt động và tính nết của trẻ em là gì. Và từ đó chúng ta sẽ biết đặt câu với từ vừa tìm được các con nhé. Mình cùng bước vào hoạt động 1, vui cùng từ ngữ. Cô mời các con mở sách tiếng Việt trang 15 và thực hiện bài tập 3. Đọc yêu cầu bài tập 3 nào. Bài tập 3 yêu cầu tìm các từ ngữ. A. Chỉ hoạt động của trẻ em. B. Chỉ tính nết của trẻ em. Khi qua yêu cầu bài, các con thấy mình cần thể hiện ở mấy hoạt động, ở mấy yêu cầu. Đúng rồi, các con cần thể hiện được tìm được hai yêu cầu của bài đó là từ chỉ hoạt động. Cái hoạt động này đó chính là hoạt động của một trẻ em nha các con nha. Và câu thứ hai yêu cầu mình hãy tìm đến tính nết của trẻ em. Các con hiểu chưa nào? Bây giờ cô mời các con cùng bước vào một trò chơi, cùng xây nhà để tìm từ chỉ hoạt động của trẻ em và tính nết của trẻ em nha. Chứ hoạt động của trẻ em có nghĩa là gì theo con hoạt động của trẻ em thể hiện nên việc làm những hành động của trẻ em ví dụ như là học bài và tính nết của trẻ em thể hiện nên đức tính và tính cách của đứa trẻ đó cô ví dụ như một đứa trẻ đang học bài sẽ thể hiện được tính hết đó là sự chăm chỉ các con hiểu được chưa nào thế thì bây giờ cô cuộc... mời các con hãy tìm thêm cho mỗi ngôi nhà của mình hai từ nhé và nếu có thể các con có thể tìm nhiều hơn được nữa không nào bây giờ các con hãy bấm nút dừng để chúng ta bắt đầu tìm từ khi nào tìm xong các con hãy bấm nút để tiếp tục bài học được không nào các con bắt đầu làm bài nhé. Thế thì cô cũng thấy được rằng các con có lẽ sẽ tìm được rất là nhiều từ và cô cũng có một số từ gợi ý cho các con xem các con có tìm giống được những từ như cô không nào. Ở hoạt động của trẻ em như là học bài, đi học, làm việc nhà, chơi cờ những hoạt động của trẻ em đó sẽ thể hiện được những tính nết của đứa trẻ các con có thể tìm được như là chăm chỉ ngoan ngoãn cẩn thận vui vẻ ngoài những từ này ra các con còn có rất là nhiều từ chỉ hoạt động của trẻ em và tính nết của trẻ em được thể hiện qua những hoạt động của đứa trẻ đó thế thì cô nghĩ các con cũng đã tìm được nhiều từ khác ngoài những từ cô đã gợi ý cho các con đúng không nào vừa rồi cô đã giúp các con à, tìm ra được những từ chỉ hoạt động và tính nết của trẻ em khi tìm từ các con cần thể hiện được à, những việc làm những hành động của trẻ em và những thể hiện lên được tính nết tính cách của đứa trẻ đó tuy nhiên à, một đứa trẻ sẽ có những hoạt động có thể xấu, có thể tốt và tính nết của trẻ em cũng sẽ có thể hiện được những tính nết xấu, tính nết tốt của một đứa trẻ. Vì vậy các con hãy lựa chọn những từ ngữ tốt, những từ ngữ đẹp để mình thể hiện qua bài học của mình. Các con nhé. Bây giờ cô sẽ giúp các con dựa vào những từ mình vừa tìm được để thể hiện đặt một câu có nghĩa. Được không nào? Bây giờ chúng ta cùng bước vào hoạt động 2, cây bút vàng. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ thực hiện bài tập 4 trang 15 của sách tiếng Việt. Các con hãy đọc yêu cầu bài tập 4. Bài 4, đọc một câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. Thế thì ở bài tập 3, các con vừa tìm được những từ chỉ hoạt động, những từ chỉ tính nết của trẻ em. Bây giờ cô sẽ giúp các con đọc một câu có nghĩa và viết câu đó như thế nào cho hoàn chỉnh các con nhé bây giờ cô mời các con cùng quan sát tranh và đặt câu về hoạt động và tính hết của bạn nhỏ trong tranh xem nào cô có những câu hỏi gợi ý cho các con như sau các con hãy tìm xem bạn lan đang làm gì bạn lan ngồi đọc ở đâu em thấy bạn lan như thế nào các con cùng cô trả lời xem nào bạn lan đang làm gì đúng rồi bạn lan đang ngồi đọc sách hoặc bạn lan đang ngồi đọc truyện và còn nhiều từ khác nữa bạn lan ngồi đọc ở bên cửa sổ và em thấy bạn lan như thế nào con có thể thấy được sự chăm chỉ siêng năng của bạn trong tranh đúng không nào qua những gì các con vừa quan sát về hoạt động và tính nết của bạn trong tranh, cô có thể giúp các con đặt một câu tương ứng về từ chỉ hoạt động và từ chỉ tính nết của bạn nhỏ trong tranh. Các con có thể lựa chọn tên một bạn mà mình yêu thích để đặt vào cho trong câu của mình các con nhé. Cô có một câu tương ứng về từ chỉ hoạt động của bạn là bạn Lan đang đọc sách. Đọc sách là một hoạt động của bạn. Qua hoạt động của bạn nhỏ trong tranh, cô cũng có thể đặt về tính nết của một bạn của bạn nhỏ trong tranh với một tên của một bạn khác như là bạn Mai rất chăm chỉ. Thế thì đọc sách thể, thể hiện được hành động của bạn nhỏ trong tranh này và chăm chỉ thể hiện lên được tính nết của bạn nhỏ thì các con thấy được việc đọc sách rất có lợi cho chúng ta khi đọc sách chúng ta sẽ tìm hiểu được nhiều điều thú vị ở nơi đây có thể tìm hiểu được những bài học của mình những gì mà chúng ta cần tìm hiểu cần nghiên cứu và hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống xung quanh của mình nữa các con nhé đây là hai câu cô vừa đặt cho các con và các con cũng có thể thể hiện được với những từ chỉ hoạt động và tính nết của mình vừa tìm được để đặt cho câu trong băng nhỏ trong tranh này. Tương ứng, các con có thể quan sát tranh và đặt câu về hoạt động và nói lên được tính nết của bạn các bạn nhỏ trong những bức tranh số 2, số 3 và số 4. Được không nào? Giờ các con bắt đầu làm bài nhé. Các con hãy bấm nút dừng cho đến khi nào mình làm bài xong, mình tiếp tục bấm nút để học tiếp các con nha. Các con tiếp tục quan sát bức tranh thứ hai và cho cô biết bạn nhỏ đang làm gì? Cô cũng có câu tương ứng cho các con. Bạn Hoa chào cô vào lớp. Chào cô vào lớp đó chính là một hoạt động của bạn khoanh tay cúi chào cô khi vào lớp học hoặc các con có thể đặt là bạn hoa chào cô ra về thế thì hoạt động của bạn cũng thể hiện lên được tính cách của bạn cô cũng có thể thay bạn hoa bằng tên một bạn khác đó là bạn mai rất lễ phép lễ phép thể hiện lên được tính cách của một trẻ em đối với người lớn cô nghĩ rằng tất cả các con khi đến lớp các con cũng chào ba mẹ và chào cô giáo của mình và ra về cũng vậy, đúng không? Đó thể hiện được hành động và tính cách của một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tương ứng ở bức tranh số 3, các con hãy tiếp tục quan sát xem bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? Cô cũng có câu tương ứng cho các con. Bạn nam đang cho gà ăn hoặc có thể các con nhìn hành động của bạn đó là bạn nam đang gấp quần áo, cho gà ăn và gấp quần áo thể hiện lên được hoạt động và việc làm của bạn ở nhà. Qua những hoạt động này của bạn, các con cũng tìm ra được tính nết cho bạn nhỏ trong tranh, đó là bạn nam rất chăm làm việc. Như vậy, ngoài việc học, các con có thể phụ giúp ba mẹ của mình những công việc vừa sức của mình ở nhà những công việc đơn giản để ba mẹ bớt đi sự vất vả và cùng các con vui chơi, học tập được không nào? Tiếp tục, chúng ta bước vào bức tranh thứ tư. Các con quan sát kỹ xem hai bạn nhỏ này đang làm gì? Đúng rồi, hai bạn nhỏ này đang chơi cờ và cô cũng có câu tương ứng với các con. Bạn Minh và Nam đang chơi cờ thế thì nhìn vẻ các bạn đang chơi cờ như thế nào mình cũng thấy được tính cách của hai bạn đó là hai bạn rất tập trung thế thì ngoài việc học những giờ phụ giúp ba mẹ các con còn có những giờ giải trí vui chơi để thư giãn đầu óc và à, thể hiện được tính cách của đứa trẻ mức độ tập trung của đứa trẻ qua những trò chơi và các con nhớ, nhớ lựa chọn những trò chơi phù hợp với lứa tuổi của mình để thư giãn đầu óc và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách viết một câu hoàn chỉnh vào vở. Được không nào? Các con khi chú ý. Khi mình viết một câu thì chữ đầu luôn luôn được viết hoa và cuối câu sẽ có dấu chấm. Và trong câu của mình khi có sử dụng tên của bạn, các con lưu ý viết hoa trừ cái đầu tiên tên của bạn được không nào cô vừa hướng dẫn các con cách quan sát đặt câu và viết câu về những từ chỉ hoạt động và tính nết của những bạn nhỏ trong tranh và cô mong rằng những gì cô vừa hướng dẫn các con sẽ vận dụng để có thể đặt được nhiều câu khác hay hơn với những từ ngữ chỉ hoạt động và tính nết của trẻ em ở bài tập 3 mình vừa tìm được. Các con làm được đúng không nào? Bài học hôm nay, cô đã giúp các con hiểu được hoạt động và tính nết của trẻ em là như thế nào và vận dụng những từ vừa tìm được để đặt câu tương ứng về hoạt động và tính nết của trẻ em. Cô mong rằng tất cả các con sẽ tìm được thêm được nhiều từ chỉ hoạt động và tính nếp của trẻ em và tiếp tục đặt câu và tập viết câu hoàn chỉnh theo những gì cô đã hướng dẫn với các con nhé. Tiết học của mình đến đây là kết thúc. Cô chúc các con có những tiết học vui và bổ ích. Chào tất tạm biệt tất cả các con.